thông tin, địa chỉ, số điện thoại cửa hàng tôi rất rõ. Quý khách hàng có thể đến tận nơi. Hôm nay sản phẩm cửa hàng tôi muốn giới thiệu đến các bác là một cái mic của Mỹ xịn luôn. Có tên là Realcard SM300. Một loại mic mà cửa hàng tôi cũng đã từng bán. Và hôm nay nhập số lượng nhiều về nên là làm video quay giới thiệu đến các bác. Sản phẩm này tôi đang để một cái giá cực kỳ tốt bán cho các bác, đó là 1.250.000. Như tôi sẽ giảm giá còn 1.050.000, 1.050.000 và bao phí vận chuyển đến tận nơi cho các bác. Các bác đặt hàng cứ để lại thông tin địa chỉ hoặc liên hệ trực tiếp vào số điện thoại tôi để trên video, tôi sẽ gửi đến tận nơi cho các bác. Và tôi xin cam kết đảm bảo đây là một cái loại mic cực kỳ hay, cực kỳ chất lượng. Chất lượng từ bên ngoài, từ ánh mắt nhìn bên ngoài, từ việc cầm trên tay sản phẩm, đến việc chất lượng của việc hát hoặc là alo. Mic rất rõ ràng và chống cú rít tốt. Đấy, tôi chĩa thẳng mic vào âm ly này, vào hai đôi loa tôi đang đấu vào âm ly. Các bác thấy sao? Độ chống cú rít của nó cực kỳ tốt không? Nó cực kỳ tốt không? Tôi sẽ alo này. Alo. Minh Audio Hà Đông xin chào quý vị và các bạn. Cái mic tôi đang alo là mic Realcard của Mỹ xịn SM300 và là hàng loại xịn và chất lượng cao. Xin nhắc lại là các bác, mic loại này cũng ở trên thị trường cũng đang có hàng nhái, hàng loại 2, loại 3, loại vớ vẩn của Trung Quốc. Thì nó sẽ có chất lượng rất kém và nó giá rẻ hơn. Thì các bác nên mua những sản phẩm chính hãng này tại những cửa hàng lớn như cửa hàng tôi thì nó sẽ đảm bảo về chất lượng. Và cái chất lượng nó vừa thể hiện bằng việc tôi alo hoặc là vừa chĩa thẳng mic vào loa. Các bác cảm nhận sao? Đó. Thử lại này. Đó. Các bác cảm nhận sao? Chưa bao giờ tôi thấy một cái mic nó tốt như vậy. Alo. Minh Audio Alo xin chào quý vị và các bạn. Xin chào. Mic này cửa hàng tôi đang để chương trình giảm giá là 1.050.000, bao gồm cả cước phí vận chuyển đến tay các bác. Một sản phẩm là 1.050.000, hai sản phẩm là 2.150.000, hay còn gọi là 2.1.000. Đó. Cấu tạo nó gồm như sau: một cuộn dây, cả mic và cả dây nó dài gần tầm 5m, gần 5m. Như nhiều bác hỏi là muốn mua dây nó dài hơn thì không có. Tôi nói các bác tại sao không cần dài hơn, bởi vì thực tế là cái mic như này nó đã dài lắm rồi. 5m ấy thì nó bằng cả bề ngang một cái nhà ống mặt tiền to. Nghĩa là hơn 4m nó đã dài kinh khủng rồi, nó thừa sức để các bác có thể dùng. Đây một cái hộp cực kỳ sang trọng như này. Nó đút vào trong cái hộp này. Đó. Chi tiết chưa? SM300. Xịn sò. Đẳng cấp. Realcard 300. Đợt này thì tôi nhập về số lượng lớn để phục vụ các bác. Và cái đầu cắm nó cực kỳ bền. Đây, nó làm một cái vòng xoắn này để nó đỡ cái đầu dây, để các bác có thể tránh gãy gập. Bởi vì thường mic khi hát thì đa phần mọi người hay gập hay kéo, nên là làm được cái này thì nó sẽ bền hơn. Nhưng mà mic có dây thì tôi khuyên quý khách hàng thì dùng thì mình nên dùng cẩn thận, điểm đạm, chứ nếu phá nó thì nó cũng có thể hỏng. Bởi vì cái gì nó cũng có thể hỏng. Cổ mic cực kỳ sang trọng chắc chắn. Tôi sẽ tháo ra để các bác xem. $1.050.000. Đây. Đã chưa các bác? Cái mic BMB mà cửa hàng tôi vẫn bán cũng là một loại mic rất hay. Nhưng nếu nói về độ sắc nét, độ xịn sò thì vẫn chưa bằng mic này. Mic này các bác cầm trên tay đã thấy cái nước sơn của nó sơn lì rất sang trọng. Thì sản phẩm nó chỉ cần làm hơn những cái như vậy là nó sẽ có cái độ hoàn thiện cao hơn. Mic này tôi bao hay cho các bác luôn. Tôi dám bao hay, bao phê. Xứng đáng đồng tiền bát gạo mình bỏ ra.
1.050.000 giá một sản phẩm, và hai sản phẩm thì vẫn là 2.1 triệu. Alo thêm một tí nhá. Alo. Minh Audio đâu, xin chào quý vị và các bạn. Quý khách hàng có thể đến tận nơi cửa hàng tôi giao lưu mua hàng, xem nhiều sản phẩm về âm thanh bãi khác hoặc là đặt hàng.